hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay là tối ngày thứ tư tại hoa kỳ là ngày 15 tháng 6 các bạn nào ở Việt Nam nơi hôm nay chúng ta là bước qua ngày thứ năm rồi là ngày 16 tháng 6 và chúng ta cũng đã biết là hôm nay là một ngày mà cuối cùng nên nhận được thông tin đến từ Fed và họ đã ra quyết định là tăng lãi suất Fed Fund Rate thêm 0,75% Thu sẽ chia sẻ thêm chi tiết với các bạn hôm nay đó chúng ta đã thấy được là sau khi mà nghe thông tin đó, thì chứng khoán thực kỳ hồi sáng này đã bắt đầu xanh rồi sau đó đi xuống một chút sau khi Fed phát biểu đó thì giá chứng khoán lại tăng ngược trở lên chúng ta thấy những chỉ số lớn tại Hoa Kỳ đó như là chỉ số Nasdaq tăng 2,5%, S&P 500 tăng 1,46% và Dow Jones tăng 1%. Và chúng ta cũng có thể thấy được là ngay thời điểm bây giờ pre-market vẫn là màu xanh tất cả những cái chỉ số lớn chúng ta theo dõi như là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều là xanh hiện tại. Ngay cả vàng hôm nay chúng ta cũng thấy có một cái sự hụt nhẹ trở lại là mức là 1 đô cho một ounce vàng. Dầu thì vẫn ở mức cao, các bạn thấy ở mức là 116 đô cho một thùng dầu hiện tại Còn crypto thì sao? Crypto hôm nay đã cũng có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại Chúng ta thấy được BTC bây giờ ở mức là 22.316 trước khi mà chúng ta nghe thông tin phát biểu từ Fed ấy, thì BTC đã đi trở xuống và tới cái mức là rất là thấp hồi sáng này chỉ là 20.078 đô mà thôi gần như đã muốn xuống dưới 20.000 đô nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy được là giá cả cũng có cái sự tăng trưởng cho lên gần như là 23.000 đô bây giờ chúng ta xoay quanh mức là 22.335 thì tại sao vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chút nữa cũng như là một số những cảm nghĩ cá nhân của Thuận về à, lời phát biểu của Fed ngày hôm nay. Thường cũng dành thời gian để mà xem cái à, cuộc phát biểu này cũng như là đọc một số tài liệu. Nhưng mà nhìn chung đó thì chúng ta thấy BTC tăng lại một chút, có nhiều con cũng hồi phục lại. Tuy nhiên chúng ta thấy được là trong vòng 7 ngày qua đó thì phần lớn vẫn là một màu đỏ. Nhưng mà ít ra trong vòng 24 giờ qua đó thì BTC hồi phục lại 1,9% Chúng ta cũng thấy Ethereum thật ra cũng hồi phục lắm đâu Ethereum thì cũng gặp nhiều cái sự cố gần đây liên quan đến Celsius cho tới uh, 3AC Thường sẽ chia sẻ với các bạn thêm thông tin Rất nhiều drama hiện tại Chúng ta thấy được là BTC thì tăng nhiều hơn một chút Tăng 4,3, Cardano 8,7 vân vân Solana 15,5% Nói chung thì nhiều altcoin ngày hôm nay có cái sự hồi phục lại mạnh hơn là BTC và chúng ta bây giờ đi vào thông tin chính ngày hôm nay đi chính là Fed đã nói gì thì chúng ta đang thấy được là Fed sau khi họp ngày hôm qua tới bây giờ để ra quyết định là tăng lãi suất 0,75% và tăng thêm cái phần trăm này đây là một phần trăm mà nhiều bạn ngày hôm qua cũng đã bỏ phiếu cũng đã đón trước được rồi chúng ta thấy được là Fed thì ra quyết định tháng vừa rồi là tháng này họ sẽ tăng 0,5% nhưng mà có nhiều thông tin nhất là liên quan đến cái tài liệu của chỉ số lạm phát CPI đó không những là không giảm mà còn tăng thêm nữa và chúng ta được là sau đó đã có nhiều cái thông tin là Fed đó, hoàn toàn có thể tăng thêm 0,5% trong vòng 2-3 ngày qua mà thôi và thị trường cũng đã phản ứng rất là tiêu cực các bạn thì được là chỉ số chứng khoán đó là một màu đỏ crypto đó thì cũng đỏ theo nhưng mà crypto đỏ là một phần là bị Lý do đó một phần khác là vì thông tin à, liên quan tới Celsius và bây giờ là từ 3L Capital, tôi sẽ chia sẻ một lát nữa Nhưng mà chúng ta thấy được là hôm nay thị trường đó, thì lại có cái sự khởi sắc lại một chút Thì có phải là Fed đã ra thông tin gì tốt hay là không? Thì thật ra không phải đấy các bạn, các bạn đã thấy rồi, Fed tăng thêm 0,75%, đây là cái mức tăng cao nhất trong một lần hợp từ năm 1994 hoàn toàn là không có tốt và chúng ta thấy được là sau khi tăng cái phần trăm lãi suất này đó thì cái lãi suất của Fed là xoay quanh là 1,5 tới 1,75 đương nhiên đây không phải là cái con số phần trăm mà các bạn có thể mượn tiền được đây là cái tiền Fed cho những ngân hàng hay là những ngân hàng vay mượn lẫn nhau qua đêm mà thôi như là Fed fund rate nhưng mà cái chỉ số này cũng có ảnh hưởng gián tiếp tới cái phần trăm lãi suất mà các bạn có thể mượn được từ ngân hàng cho nên nó rất là quan trọng Hôm nay nếu chúng ta không phải là nhận được thông tin tốt từ Fed Tại vì các bạn thấy được là 0,75 Tuy là nhiều người cũng đã biết được trước đó Khi mà chúng ta nhìn những cái cuộc bỏ phiếu Cũng như là chúng ta nhìn những cái lời phát biểu Cũng như chúng ta nhìn vào những cái hợp đồng tương lai liên quan tới Fed Fund Nhưng mà con số này là không có tốt Thì tại sao chúng ta lại có thể thấy được là thị trường có một cái sự khởi sắc Điều đầu tiên hết tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó là tuy chúng ta thấy có một số màu xanh trở lại Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chắc chắn lắm Dựa theo những cái đợt mà thông báo lãi suất trước đây đây Các bạn đã thấy được là trong cái ngày thông báo đó Trước khi mà thông báo đã có cái sự thay đổi xu hướng Thông báo xong có sự thay đổi xu hướng Rồi một ngày sau đó lại có sự thay đổi xu hướng nữa Tại vì những thông tin này đã khá là phức tạp Và ảnh hưởng tới nhiều thứ cho nên Mọi người sẽ có những cái nhận định khác nhau Nhất là sau đó chúng ta nhận được thêm nhiều bài viết chia sẻ phân tích lời phát biểu của Fed thị trường nó sẽ hướng ra sao thì nghĩ là nếu như mà muốn biết chắc chắn chúng ta cần phải đợi thêm một ngày nữa khi mà cái tin tức này đã thấm nhường vào trong thị trường chúng ta mới biết rõ được nhưng mà ít ra ngay thời điểm này đó chúng ta cũng thấy có một cái sự tích cực trở lại Tuy là chúng ta không phải nhận được một cái thông tin tốt từ Fed tại vì chúng ta thấy được tăng 15 là con số tăng trưởng rất là cao. Nhưng mà cái mà chúng ta nhận được ngày hôm nay đó là một cái sự rõ ràng hơn một chút về Fed sẽ có những quyết định như thế nào thì trong cái uh, cuộc họp báo đó Fed giải thích cũng rất là rõ ràng về những gì mà Fed suy nghĩ tại vì các bạn đã biết là John Powell là một người mà không có thích uh, có những cái sự bất ngờ cho nên cái mà chúng ta nhận được là một cái sự rõ ràng hơn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thời trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Thì Fed đã giải thích mà tại sao kỳ này đó Fed phải tăng lãi suất là 0,75% Lý do là tại vì chúng ta cũng đã thấy cái chỉ số làm phát CPI đó không những là giảm mà còn tăng nữa Thì đương nhiên đó là một cái dấu hiệu cho Phép thấy được là tăng 0,25% không có hiệu quả Tăng 0,5% không có hiệu quả bây giờ sẽ tăng 0,75% và nhiều người hỏi là tại sao không tăng 1% luôn đi mà tại vì sao lại ngưng 0,75 0.75 thì Fed nói là dựa theo cái sự hiểu biết đó thì sẽ tăng 0.75 có thể là sẽ có cái sự ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát và phần trăm lạm phát đó đối với Fed đó, nó sẽ không có phải là tăng rồi sau giảm đâu cái mà Fed muốn thấy đó là phần trăm lạm phát ổn định lại có nghĩa là vẫn có thể ở mức cao nhưng mà ổn định lại rồi từ từ có dấu hiệu là đi xuống đó là điều mà Fed nghĩ là sẽ xảy ra cho nên chúng ta mới thấy được là cái dự đoán của Fed năm nay cho GDP của năm 2022 đó đã giảm xuống là 1,7% thay vì là hồi tháng 3 đó họ nói là có thể là ở mức là 2,8% mới giảm xuống còn 1,7% có nghĩa là Fed nghĩ là tăng lãi suất đó sẽ làm cho nền kinh tế chậm lại và đương nhiên GDP sẽ không tăng trưởng nhiều đó là cái lòng tin của Fed và Fed thì vẫn nghĩ là nền kinh tế vẫn còn tốt cái phần trăm thất nghiệp đó cũng đang thấp hiện tại thì chia sẽ thêm về phần trăm thất nghiệp một lát nữa với các bạn cho nên cái việc là tăng lãi suất như vậy đó sẽ không có dẫn đến là khủng hoảng tài chính đâu ít ra bây giờ Fed vẫn nghĩ như vậy điều thứ nhì mà Fed nói tới đó là muốn đối đầu với phần trăm lạm phát với cái phần trăm lãi suất cao trước khi mà tăng phần trăm lãi suất cao rồi đây thì sau này sẽ có cơ hội để mà tăng phần trăm lãi suất thấp hơn. Đợt này là đợt tăng 0,75, rất là cao, nhưng mà Fed không nghĩ đây sẽ là một cái phần trăm tăng chúng ta sẽ thường thấy đâu. Có nghĩa là họ nghĩ là tăng 0,75 đó, thì sẽ dẫn đến là cái phần trăm lãi suất Fed là 1.5 tới 1,75. Cái đợt mà hợp tháng tới này, tháng 7 đó, thì chúng ta có thể thấy Fed tăng từ 0,5 tới 0,75, có nghĩa là Fed hoàn toàn không nghĩ là sẽ tăng thêm nữa là 1%. Đương nhiên các bạn cũng đang nhớ là tháng vừa rồi Fed nói là tăng 0,5 nhưng mà lại tăng 0,75 cho nên không biết chúng ta nên tin bao nhiêu Nhưng mà ít ra ngay thời điểm hiện tại đó thì Fed nói là đợt kế tiếp này chúng ta thấy là cũng tăng trên phạm vi đó mà thôi 0,5 tới 0,75 Nhưng mà tăng thêm như vậy nữa đó chúng ta sẽ thấy được là cái Fed Fund Rate sẽ nằm ở cái mức là khoảng chừng 2,5 tới 2,75 Đó là một cái phần trăm thông thường có nghĩa là sau khi tăng thêm một đợt nữa cỡ này cái phần trăm là số cơ phép á, trở về cái mức bình thường rồi và sau đó Fed sẽ có nhiều cái lựa chọn coi coi là tùy theo tình hình tăng như thế nào có thể là tăng thấp hơn điều kế tiếp mà Fed nói tới đó là những cái đợt họp sau tháng 7 này tháng 7 này chúng ta nên chuẩn bị là tăng thêm 0,5 tới 0,75 thực ra điều này đó có thể làm cho nhiều người có cái sự rõ ràng hơn tại vì các bạn đã nhớ là trước khi mà ra cái thông báo này nhiều người nghĩ là Fed đợt này có thể tăng một phần trăm và những đợt kế tiếp có thể tăng một phần trăm hay là hơn nữa Bây giờ Fed nói là ngay thì đến bây giờ thì chúng ta có thể thấy phần trăm tăng tương tự cho tháng 7 này 0.5 tới 0.75 rồi tới tháng 8 tháng 9 thì ra sao? Thì những đợt mà sau này đó Fed nói là tùy theo tình hình, tùy tình hình như thế nào thì Fed sẽ giải thích đó, hiểu đơn giản là như vậy. Nếu như mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát có cái sự cân bằng trở lại nghĩa là chúng ta không thể tăng nữa vẫn có thể ở mức cao nhưng mà miễn là không tăng mà thôi ở cái mức là có thể là 8, mấy phần trăm thì Fed sẽ tăng cái phần trăm lãi suất tương tự như vậy cho đến khi nào mà phần trăm làm phát có cái dấu hiệu đi xuống khi mà chúng ta có cái phần trăm lạm phát đi xuống vài tháng rồi đó thì Fed sẽ có quyết định là tăng cái phần trăm lãi suất thấp hơn có thể là 0,25 và ước tính là Fed nghĩ là cho đến cái thời điểm từ đến cuối năm đó phần trăm lãi suất của Fed có thể mức là 3,4% và cho đến năm 2023 đó sẽ lên tới khoảng chừng là 3,8%. Chúng ta cũng đang thấy được là từ đây cho đến cuối năm nay thì tăng lên 3,4% có nghĩa là Fed vẫn nghĩ là những đợt hợp ở đây đó cũng sẽ tăng nhưng mà sẽ không có tăng mạnh nữa cho nên tăng mạnh trước rồi sau này đó có cái khả năng để mà tăng ít hơn và tăng qua tới năm 2023 nhưng mà bây giờ fan nghĩ là năm 2023 đó thì có thể là tăng rất là ít luôn. Các bạn bạn thấy được là từ 3,4 tới 3,8% mà thôi. Nhưng mà nếu như Fed vẫn không thấy được cái tình hình phần trăm lạm phát giảm mà còn tăng lên nữa đó thì đương nhiên như cơ hợp sau này có thể tăng phần trăm cao hơn. Thì cái này cũng là một cái phần trăm rõ ràng hơn so với lại những gì chúng ta không có biết cái này một tuần thì cái mà quan trọng nhất bây giờ đó là chỉ số phần trăm lạm phát CPI là như thế nào trong những cái tháng tới đây và Fed đó thì nghĩ là sớm muộn gì phần trăm lạm phát cũng sẽ phải giảm mà thôi tại vì nếu không giảm Fed sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng và cứ đi theo cái công thức đó tôi nghĩ là cái sự rõ ràng này làm cho nhiều người có cái sự an tâm hơn nhưng mà cái điều quan trọng đó là trước đây phải thay nói là muốn tăng phần trăm lãi suất để mà quản đi làm phát và đẩy xuống ở cái mức là kỳ vọng là 2%. Nhưng mà cái phần đó, đó, đã không còn trong văn bản của Fed nữa. Các bạn thấy là Fed đã bỏ cái phần 2% đó rồi. Nhưng mà trong cái lời phát biểu hôm nay nó vẫn nói là 2% là con số mà Fed muốn thấy. Đương nhiên để có được con số phần trăm làm phát đó đó không phải là Fed có thể làm được. Có nghĩa là Fed chỉ có thể quản lý phần trăm lạm phát hay là bán trái phiếu, quản lý dòng tiền mà thôi cái đó cũng sẽ không có đủ đối với là chủ tịch John Powell để đẩy xuống 2% đâu yếu tố dẫn đến phần trăm lạm phát cao đó là những yếu tố khác có thể là liên quan đến cái chuỗi cung ứng hàng hóa liên quan đến chiến tranh nga Ukraine liên quan tới dịch bệnh liên quan tới rất là nhiều thứ nhưng cái đó Fed không thể nào mà quản lý được có nghĩa là sao nghĩa là ngay cả Fed ngày hôm nay đó cũng đã bắt đầu ra một cái dấu hiệu dự định là kéo phần trăm lạm phát xuống 2% nhưng mà trên căn bản đó có thể là không thể có thể là Fed sẽ chấp nhận cái phần trăm lạm phát đâu đó nó sẽ cao hơn 2%. phần trăm chúng ta không có biết rõ phần trăm đó là phần trăm nào đi nhưng Fed sẽ không có nói Fed vẫn nói là hai phần trăm là mục tiêu nhưng mà có đạt được hay không đó thì dựa trên nhiều yếu tố Fed chỉ có thể tiếp tục quản lý để cho phần trăm lạm phát đi xuống mà thôi nhiều người nghĩ là có thể Fed sẽ chấp nhận phần trăm lạm phát ở 4%. phần trăm chúng ta không biết được chúng ta sẽ biết sau khi mà phần trăm lạm phát có dấu hiệu giảm và fed sẽ chia sẻ những cái gì điều kế tiếp nữa đó thì đương nhiên một số người sẽ hỏi fed là cứ tăng lãi suất như vậy đó cho dù là fed không có nghĩ là sẽ dẫn đến cái khủng hoảng tài chính nhưng mà cái mà như phải hy sinh là không ăn việc làm tại vì chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều công ty bây giờ sa thải nhân viên tại vì dòng tiền đang bị siết chặt đó, đó thì fed đã trả lời là cái mà Fed làm đó đương nhiên không có muốn cho bất kỳ ai mất công an việc làm nhưng mà siết chặt nguồn tiền đó thì đương nhiên sẽ có cái hiệu ứng là làm chậm đi cái sự phát triển của nền kinh tế và đương nhiên sẽ dẫn đến là những công ty họ sẽ không có mở rộng không có mướn người nữa như là trước đây nhưng mà cái phần trăm thất nghiệp bây giờ đã vẫn mức rất là thấp ba trăm mấy phần trăm mà thôi và Fed có thể chấp nhận cái phần trăm thất nghiệp lên tới 4.1% có nghĩa là Fed nói đương nhiên là biết tăng lãi suất sẽ dẫn đến là những công ty chứng khoán của họ sẽ là một màu đỏ dẫn đến những công ty sẽ là nhân viên nhưng mà họ cần phải làm tại vì đó là việc họ cần phải làm và việc thất nghiệp thì họ chấp nhận có thêm người thất nghiệp tại vì phần trăm thất nghiệp bây giờ đó vẫn còn mức rất là thấp có thể thấp trong vòng 50 năm qua cho nên tăng thêm một chút nữa cũng không có phải là vấn đề đối với Fed đây là những cái lời phát biểu của Fed ngày hôm nay Và đối với những lời này đó thì dẫn đến là thị trường ít ra thời điểm bây giờ vẫn là có một cái sự lạc quan Các bạn nghĩ như thế nào? Còn comment bên dưới Các bạn có nghĩ là chúng ta có thể thấy giá cả sẽ có cái sự thay đổi ngày mai hay là không? Tại vì những gì chúng ta nhận được đó cũng không phải là tin tức tốt Nhưng mà đối thuận là một cái sự rõ ràng hơn Đương nhiên cái này cũng tùy theo là các bạn có cái lòng tin đối với Fed là bao nhiêu Đẩy phần trăm làm phát xuống không phải là một việc làm dễ dàng mà không có sự ảnh hưởng đến nền kinh tế đâu và đương nhiên Fed không phải là đơn vị duy nhất tăng lãi suất. Chúng ta thấy được là ngân hàng trung ương của Anh cũng đã tăng lãi suất và bây giờ đã ước tính sẽ tăng thêm một lần nữa. Đây là lần thứ năm mà ngân hàng trung ương tăng lãi suất rồi, tăng thêm 0,75 nữa đó là sẽ đẩy phần trăm lãi suất của ngân hàng trung ương Anh lên 1% cao nhất trong vòng 13 năm qua. Và chúng ta cũng đã nhận được thông tin đó, tối hôm qua có cái cuộc họp khẩn cấp sẽ xảy ra vào ngày hôm nay và đã xảy ra rồi, đã xảy ra trước khi mà Fed ra quyết định. Thì ngân hàng trung châu Âu đó họp khẩn cấp làm gì? Là tại vì đột ngột thấy là những cái trái phiếu của châu Âu tăng lên, có nghĩa là để vay mượn tiền đó, thì cái lãi suất đã tăng lên rồi mặc dù ngân hàng trung ương của châu Âu vẫn chưa có quyết định tăng lãi suất, họ nói là qua tháng 7 đó phải tăng cái lần đầu tiên, nhưng mà cho tới bây giờ đó châu Âu vẫn chưa tăng bất cứ một phần lãi suất nào, nhưng mà thông cảm thấy được là bây giờ họ cũng đang gặp khó khăn rồi cho nên không riêng là Fed đâu các bạn nào mà đọc tin tức cũng thấy là khắp mọi nơi những ngân hàng trung ương nó đều có những động thái tương tự nhưng mà cái sự ảnh hưởng lớn nhất đó là cái sự ảnh hưởng đến từ Fed cục tiểu liên bang của Hoa Kỳ. Chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới crypto đi, thì cũng tương tự như thường đã chia sẻ ra về crypto, chúng ta cũng phải chờ thêm một ngày nữa xem coi là sau khi mà mọi người đã nhận được thông tin này thấm nhừng vào đó, thì cái xu hướng sẽ ra sao. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn thấy được là có cái sự tiến triển à, tốt hơn sau nhiều ngày đã đi xuống rất là nhiều rồi. Chúng ta à, đã thấy là sáng này đã xuống rất là thấp gần như muốn phá 20 000 đô và dựa theo lịch sử của BTC đó, thì nếu như mà BTC dưới 20.000 đô đó đây là một lịch sử mới tại vì những đợt trước đây đó thì chưa bao giờ BTC trở về và đi xuống dưới cái đỉnh của chu kỳ cũ có nghĩa là khoảng chừng 19.800 đô chúng ta tiếp tục theo dõi Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...